Chào mày. Vừa mới được mấy Tớ con nhỏ không siêu sao. nhỏ. Ừ, Anh nhưng ta mà đang đi về về vào mát mình. nha. Anh ta về Khoan về mấy nhà mát máy nha. nha, khoan mấy nhà máy á. Anh ta về về mát nha. Mày đâu rồi? Đứng Mày đâu rồi? nó chờ về trước trước chứ trước nhỏ, Tao trước đây công nhỏ. chúa, tao đây công Về chúa. Ờ, lắc 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 trước lắc lắc. nhỏ, về trước nhỏ. Em đang bò về góc gì nhỉ? Nó đang chạy theo nhỏ nha, chạy về hướng nhỏ mày không? Nó chạy Thấy theo rồi, mày thấy rồi má. Mày cái gì? Em đang cai nhỏ nhỏ, rìa rìa đây nhỏ nhỏ không rìa. không? Ok, đi theo Con chết sao không tê lê luôn. Ra giả đuôi, ra giả thấy đuôi. Đây đây đây. Thấy không? Đây nè. Thấy không? Từ từ từ. Lên. Cần Lên mọi người rồi, nhớ lên đánh rồi, sớm lên. đi nha, nhớ đánh sớm đi nha. Cái về không Yeah. sao, không sao bờ Cái cá về nhà nha. máy được, cái về nhà máy được. Nó Tớ bỏ đang nha, đi nó về đi bờ bao cá, cát. đi về bờ cá. Gửi tao bao cát. Vậy hai mày hiêu nhau luôn, hai mày hiêu nhau luôn đi. Nè. Né máy nha, coi chừng tê lì ngược lại. Tao bao cát, tao ấy nhầm. Có phép rồi nha, có phép hả? Quá cửa sổ. À, cầm mấy nhỏ. Cầm mấy vô mắt tiếp đi. Đây vô. Hầm ở nhà nhỏ nha, cả nhà máy luôn. Có phép rồi nha. Ui. Chính tôi phải nó bị cần anh. Tao mất lên nha, phá cửa sổ rồi luôn. Đã đâu rồi? Nghe vẫn bao cát, bao cát, bao cát. Ủa? À đúng rồi. Mấy chiếc nhỏ có xe luôn, mấy chiếc nhỏ có xe luôn. Có, có. Cái nhỏ để cho ông bạn tao về nhà máy. Gì mày cai bao cát nha, tao đập mấy nhà máy á. Cai bao cát, cai bao cát. Có cái mấy góc nhỏ chứ không phải mấy chiếc nhỏ đâu. Thôi chết rồi, chết bao cát. Tính về, tính sai cái nhảy, nhưng mà đừng lại hít cú mà. Nhảy mẹ mày đi là mày cai được rồi. Đấy là cường. Góc bao cát nhá. Vâng. Tao phải lên khóa cửa sổ. Để dùng nhánh cửa sổ xong hỏi, ơ, nhánh cửa sổ của tao đâu? Để. Đi là mấy đi về nhà đi là mấy à đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi em đi rồi tới rồi vẫn đứng bao cái bắt hướng nhà máy, bắt hướng nhà máy ra thẳng nhà máy luôn. Ê mày dừng bỏ máy, bỏ máy ra xíu xíu cho nó bắt hướng nhà máy rồi. Rồi nãy giờ gỡ, nãy giờ gỡ là phải tiếp bắt hướng rìa máy chưa rung, máy chưa rung nhiều bom 30 giờ, mất 30 giờ luôn. Bom đây nổ hết rồi, một bom 5 giây. Ờ không còn còn ra chùm không, tay lên ra đi đánh luôn rồi, đánh luôn rồi. Đang tới, đang nút tới. Nút bông wifi đó. Thì đấy rồi. Cảm ơn người đó. Con này không body block bình thường đâu, em phải bám lên người để cho thằng kia nó có lợi thế thôi. Bám lên là nó tăng thêm tóc nó nhảy. Em bóc mấy nhà gỗ nha, tí nữa có gì. Rồi, rồi báo đi, báo đi, báo đi, lát nữa tao buồn mấy gì mát cho. Bạn bây giờ buồn mấy gì mát bạn đó đi cô. Rồi rồi rồi. 80 cú nha. Đuổi ba lô, đuổi ba lô câu xíu cũng được. Rồi nhai thêm tí, nhai thêm tí. Nhai đi, nhai đi, nhai tí, nhai tí đừng chạy sao. 30 giờ luôn, mất 30 giờ luôn. Mất 30 giờ luôn, 80 cú nha. Rồi, cứ về là mấy giữ má thôi. 75, 80. Giờ góc bò cát chứ. Mày kiếm mềm mới. Bắt hướng tao này. Cũng mà có delay tao nhảy cửa sổ, tao hết cú cái được. Hàm máy này mới 30 nha. Máy này mới 30. Hàm gì mấy. Em còn tao bắt hướng, ho ho tao. Đứng về ghế rồi. Biết hướng mày à. Đặt bom 10 giây. Mười giây nữa tao sẽ lên. Anh nhảy cái sổ hay gì là gì? Okay. Anh nhảy cái sổ bên này, chịu nó không lót được. Đấy không rồi. Đuổi mày luôn rồi, đuổi mày luôn rồi. Mày sao? Đuổi góc đó. Thôi về ra cổng luôn đi. Anh ta bình lên phá cửa sổ. Thì ra đứng cổng luôn. Máy sau máy 70 nha, máy hầm giữa mát. Tính ra mà mày đặt máy ngoài bao cát là xong máy kịp, mày máy ngoài bao cát 30 nè. Giờ mới để ý à. Trong trận đi anh nói. Máy 8 lần. Ra được lên luôn, ra được lên luôn, đứng không chứ. Đứng không chứ, đứng không chứ. Tao có lên rồi nha. Nó có bắt em tao không, bắt đổi phép nha. Ra cổng sau nha, ra cổng sau nha. Đó, đang ở. Anh ở nhà nhỏ giữa nhà máy đó tôi cá. Thằng thằng Ria không bị có thông có tiêu thằng bang tê lê vào đó luôn nha, thằng Ria không có tiêu thằng bang tê lê vào đó luôn nha. Tê lê bang tê lê đi, bang tê lê đi, lên lên đi.
Kịp không? Không, mới mở, mới mở được 10% đâu. Rồi, mở cỡ mới win rồi, Không kịp rồi, không kịp thì mày tự chết đi, má. Tham dịp. Không, nó không có được phép. 62. Cái leo là win rồi. Còn nhớ cái máy em đập là bao nhiêu không Cường? 120, 30. Ờ, thì đúng lúc em chết là máy thằng Rie